Ở đây để điền cái số này thì quy luật là gì? Thì ở đây các bạn này, 1 cộng với 9. 1 cộng 9 này chia 2 là bằng 5. Đấy. Rồi 4 cộng 6 chia 2 bằng 5. Đấy. Đây trung bình cộng. Rồi 2 cộng 8 chia 2 bằng 5. Đấy. 1 cộng 9, 4 cộng 6, 2 cộng 8. Đấy, vậy là cái số 5 là trung bình cộng của hai số này. Đấy. Thì đây số 3 rồi, để 3 cộng số nào để trung bình cộng là 5 thì rõ ràng các bạn đây chọn số 7. Số cần tìm là số 7. Đấy. Tức là ta lấy là 3 cộng với x trên 2 bằng 5. Đấy. Từ đây các bạn giải ra là x bằng 7. Đấy, số cần tìm. Vậy điền ở đây điền theo trung bình cộng, biết trung bình cộng, biết số này thì phải tìm được số bên cạnh này. Bài toán này là bài toán về trung bình cộng, rất thú vị. Kênh của thầy là kênh toán học, có nhiều bài toán dạng toán như thế này, các bạn có thể tham khảo. Chào các bạn.